trên đời người trổ nhánh hoang vu, trên ngày đi mọc cành lá mù, những tim đời đập lời hoang vê, dưới mặt trời ngồi hát hôn mê, dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ, dưới chân ngày cỏ xót xa đưa. Người đã đến và người sẽ về, bên kia núi từng câu nói là từng cánh buồm, dòng cuối trời còn lại tiếng cười khóc. We'll be right back.
Kính thưa quý bà các bác, như cứ mãi đây sinh ra lớn lên và sống tại quê hương đất nước Việt Nam mình, tại quê hương này, tại nơi chôn nhau cắt rúng, vì điều kiện phải xa quê hương đến nơi đất khách quê người. Nhưng không may trong thời gian qua cứ bãi răng trọng bệnh, nhưng phải dướng vào một chứng bệnh ngặt nghèo, dọc mặc dầu gia đình hết lòng chạy chữa thuốc thang và được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ ở nước mẹ Hoa Kỳ, nhưng không khỏi ngày hôm nay đã về nơi cõi thật. Mặc dầu gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng cố gắng khắc phục để đưa linh cữu của chú Bảy trở về quê hương đất mẹ để an táng. Thay mặt gia đình xin chân thành cảm tạ quý chính quyền địa phương, quý dân thành phố Hồ Chí Minh, quý thầy ở địa phương, quý thông gia, quý hương chức làng trở tại, ban nhạc quanh năm xứ, đội mai tá ấp Thới Định và tất cả quý bà cô bác anh chị em con cháu nội ngoại gần xa có mặt đông đủ tang lễ hôm nay. Những chút thời gian quý báu không ngại cực khổ đường xa xa xôi đến đây tướng phụ giúp gia đình, chia buồn cùng gia đình và cầu nguyện cho hương hồn của chú Bảy được sớm về nơi cõi Phật. Với cái tấm chân tình đó, gia đình không biết thấy gì để đền đáp, xin nhận của gia đình hai lại để gọi là đồng tri ân của gia đình đối với tất cả quý bà cô bác anh chị em con cháu nội ngoại gần xa. Kính thưa quý bà cô bác, trong lúc gia đình bận lo hậu sự còn rất nhiều điều thiếu sót, kính mong quý bà cô bác anh chị em thông cảm bỏ qua. Và đến giờ này, thời khắc đã gần đến giờ để tiễn đưa linh cữu chú Bảy về nơi an nghỉ cuối cùng, kính mong quý bà cô bác kính thêm chút thời gian quý báu để cùng gia đình tiễn đưa linh cữu chú Bảy về nơi an nghỉ cuối cùng cho buổi tang lễ hôm nay được thành công tốt đẹp. Kính thưa, sau khi an táng chú Bảy xong, gia đình xin trân trọng kính mời tất cả quý bà cô bác anh chị em nhín thêm chút thời gian ở lại dùng với gia đình bữa cơm thân mật, gọi là lòng tri ân của gia đình đối với quý bà cô bác. Thay mặt gia đình xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính mời. Thank you.
Thank you.
nhớ nguồn, làm con phải love.